Kính thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 2, Công an thành phố Buôn Ma Thuột thông tin nhanh, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ việc một đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt khiến hai người bị bỏng nặng để làm rõ về hành vi giết người. Đối tượng gây ra vụ việc này là Phạm Đoàn Phong Phú, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Và đây là khu vực ngã tư MHD Giải Phóng thuộc phường Tân Thành nơi xảy ra vụ việc, thưa quý vị. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, Phú mang theo một can xăng khoảng 5 lít rồi tìm đến vợ cũ là chị Nguyễn Thị Thu Hà, trú cùng phường. Tại đây, Phú đã đổ xăng lên người vợ cũ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người Phú. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh tới dập lửa và đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng nên cả hai người sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.